Bên anh thì là Vietkai Group, Thiên Việt là một cái nhãn hàng đó, nhưng mà nó là nhãn hàng đầu tiên nhưng mọi người hay nói về. Thì anh hiện tại là anh là founder kiêm là CEO và chairman của Vietkai Group. Bên anh do lúc anh nói là có nhiều công ty sản xuất, công ty phân phối, cho nên là anh làm cái kế hoạch đó nó kéo dài đến hình như là giữa năm 2022 thì mới xong. Về hệ thống kho thì anh đang dùng WMS. Về mặt anh thì đó là trước khi anh về khởi nghiệp công ty này thì anh cũng đã làm một số công ty hàng tiêu dùng lớn của Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia, cho nên anh thấy được cái giá trị của nó, cho nên là anh cứ định hướng trong quá trình làm thấy cái công đoạn nào mà, theo quan điểm của anh nó vừa giải quyết cho vấn đề nhu cầu quản trị của mình và nhu cầu quản lý, tại vì khi mà một cái quy mô nó đủ lớn thì nó cần phải hệ thống hóa và quy trình hóa tất cả các công đoạn để về mặt quản lý nó tốt hơn đó, thì phần mềm thì nó những cái chuyển đổi số nó sẽ giúp cho những cái đó. Rồi cuối cùng nó là cái hệ thống report rồi và ra quyết định đó, thì nó nhanh và nó và đặc biệt trong cái phân hệ của anh thì ví dụ như là về kho bãi hay là về DMS là của hệ thống phân phối thì cái mô đun nó tốn rất là nhiều người lao động, cho nên mình phải quản lý chặt về mặt mặt giờ giấc, kỷ luật của người ta trong công việc, cho nên là cái chuyển đổi số nó giúp cho mình giải quyết được cái vấn đề đó rất là nhiều cho hệ thống quản lý của mình. Thì nó cũng phát sinh từ từ cái đầu tiên thì cái sự yêu thích trước, với lại thứ nhì nữa là sự kết nối giữa bên Vietkai Group của anh với lại bên Smartlock, rồi từ đó thì cũng tìm hiểu những cái tính năng của phần mềm, rồi từ đó mình phát triển thêm. Thì khi mà anh phát sinh một cái nhu cầu, mapping được cái nhu cầu của bên anh với lại cái tính năng của bên Smartlock có sẵn đó, thì trước tiên là anh đưa vô trong cái hệ thống mà nhà máy của anh để anh sản xuất, để anh quản lý cái hệ thống kho bãi. Tại cái nhà máy của anh thì nó cũng khá là nhiều kho, mà nó lại không phải nằm một chỗ, nó nằm rời rạc, nó không nằm trong một cái kho cũ. Thì cho nên là anh quản lý để anh đảm bảo cái tính chính xác và chuẩn xác trong quản lý quản trị của mình. Sau khi anh làm xong nhà máy xong thì anh đã kết nối với những cái công bên hệ thống công ty phân phối của anh để anh quản trị nó, cái chuỗi cung ứng nó dài hơn tới từng chi nhánh của bên công ty phân phối, và thậm chí là manage được sản phẩm nó tới từng nhà phân phối ở cả nước. Thực ra cũng về phần công nghệ và chuyển đổi số nó là bao trùm cho tất cả các hạng mục và phòng ban và cũng như khía cạnh của doanh nghiệp, hoặc là nếu mà tập đoàn thì cũng như Smartlock, bản thân cái tên nó thiên về supply chain và logistics, thì hai cái phần mềm này nó chủ bên của bên Smartlock thì chủ yếu là nó optimize trên về phần supply chain thôi. Đó là về quản lý kho này, tính toán được tồn kho chính xác này, và SOM thì manage đơn hàng ấy nó thuận tiện cho cái, nhưng đặc biệt là những đơn hàng mà trong thời đại mà e-commerce bây giờ thì nó có nhiều cái platform thì cái đấy nó tích hợp rất hơn. Cái thứ nhì nữa là do nó có một số cái tính năng thì như truy xuất nguồn gốc hoặc là QR code, thì bên Smartlock khi thiết kế cái đấy thì nó lại khi anh nhìn cái đấy thì nó lại là một cái cơ hội lớn cho bên bên anh tận dụng. Tại vì bên anh thì thứ nhất là ngoài cái supply chain để biết là trong hàng FMCG ấy, thì nó còn phải quản lý kênh, quản lý chuỗi, tránh bán lấn vùng, phá giá này nọ, thì cái đấy nó cũng là một cái giúp cho mình quản lý chặt được cái lưu lượng hàng đó. Với lại cái truy xuất nguồn gốc này nọ thì bên anh là yến là thực phẩm dinh dưỡng, hoặc là sâm thị trường dinh dưỡng, thì những cái vấn đề mà ngoài thị trường ấy, mình có thể là truy xuất được cái lô, cái đát sản phẩm, hoặc là cái vấn đề ngoài thị trường mà mình thu hồi nếu mà chẳng may nó có sự cố thì mình cũng nó cũng dễ. Cái thứ ba nữa này, truy xuất nguồn gốc hay là QR code ID của sản phẩm ấy, thì giúp được những hoạt động về marketing nó tốt hơn. Đó, và nó sẽ tầm tích hơn, tức là nó hệ thống hóa được mà đỡ phải tốn thêm cái nguồn lực của người lao động và quản lý nó dễ.
Ra thì Smart Lock thì là một công ty cũng khá là trẻ, đội ngũ nhân sự cũng khá là trẻ, cũng trẻ, cũng nhiệt huyết đó, và cũng chịu khó học hỏi. Thì đang cũng là một cái case study là cũng góp ý nhiều về mặt tính năng đó. Thì mình phải đặt cái tâm thế mình nhớ trong cái chiến lược, cái suy nghĩ của mình, cái tinh thần đó, thì mình sẽ song hành được với khách hàng của mình tốt hơn đó. Và tất nhiên những cái sản phẩm khách hàng mà đòi hỏi nhiều, yêu cầu nhiều và có nhiều idea đó và nhiều góp ý, thì nếu chứng tỏ những cái hàng đó người ta có nhu cầu phát triển. Chúng tôi đồng hành cùng Smart Lock.